thưa quý vị, 6 tháng đầu năm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp do vướng mắc ở khâu phê duyệt đầu tư. Hiện vẫn còn hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giải ngân. Đó là thông tin được Bộ Tài chính đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Theo báo cáo kết quả công tác tài chính ngân sách sau tháng đầu năm của Bộ Tài chính, GDP cả nước đạt 6,42%, thu ngân sách 1.038.000 tỷ đồng, đạt 62% dự toán, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Hỗ trợ chính sách thuế cho các doanh nghiệp và người nộp thuế đạt 184.000 tỷ đồng. Về nhiệm vụ sau tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có sự chuẩn bị sẵn sàng để từ năm 2025 sẽ phải thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, đẩy mạnh các giải pháp tăng thu và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Cái chính sách tài khóa mở rộng thì có thể nói là gói cổ là hết năm nay. Thì như vậy khi mà gói cổ doanh nghiệp phục hồi tốt thì chúng ta sẽ gói cổ là thực hiện một cái chu kỳ mới để thúc đẩy cho cái việc là phát triển và giữ vững cái sự vững mạnh của cái tài chính công, để đầu tư vào an sinh xã hội, đầu tư vào gói quả hạ tầng và đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu của nhà nước. Bên cạnh đó, ông Hồ Đức Phước cũng lưu ý một trong những nhiệm vụ cần quyết liệt tháo gỡ trong thời gian tới là giải ngân vốn đầu tư công. Sau tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp. Hiện tại các địa phương đang vướng mắc lớn nhất nằm ở khâu phê duyệt đầu tư. Vướng mắc này đang gây ách tắc nghiêm trọng, nếu không sớm được tháo gỡ sẽ tiếp tục kìm hãm đầu tư công do đó sẽ khó thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Vốn đầu tư công đã giao nhưng không giải ngân được, hiện đang tồn động trên 1 triệu tỷ đồng tại kho bạc nhà nước, trong khi đây là nguồn vốn vay ODA với lãi suất trên 6% một năm. Vì vậy, đề nghị ngành tài chính và các địa phương cần đặc biệt lưu ý giải quyết vấn đề đầu tư công trong những tháng cuối năm. Lãi suất cho vay mua nhà đất tại nhiều ngân hàng đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Theo giới chuyên gia nhận định, đây là điều kiện và lợi thế để thị trường bất động sản có thể phục hồi. Theo khảo sát, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà đất, sửa chữa nhà cửa tại các ngân hàng đang khá thấp, mức lãi suất khoảng 5 đến 6% một năm xuất hiện tại nhiều ngân hàng. Giới chuyên gia dự báo, mặt bằng lãi suất cho vay thấp có thể duy trì đến cuối năm 2024, nhưng sau đó có khả năng tăng nếu kinh tế hồi phục và tín dụng tăng. Các ngân hàng sẽ điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm, kéo theo lãi suất cho vay mua nhà trong năm sau sẽ cao hơn hiện tại. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương mới đây đã ra quyết định tăng số lượng nhà ở xã hội lên tổng số hơn 160.000 căn. Mục tiêu này gần gấp đôi chỉ tiêu được chính phủ giao trong đề án cả nước xây 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Tỉnh Bình Dương hiện có khoảng 800.000 lao động nhập cư, phần lớn đều thuê trọ. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng 160.000 căn nhà xã hội, Bình Dương sẽ thực thi nhiều giải pháp như kiên quyết thực hiện 20% quỹ đất dự án thương mại để làm nhà ở xã hội, yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước cùng tham gia nhiều dự án mới, xác nhận rõ vai trò và nguồn lực tư nhân để làm nhà ở xã hội.